Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và ở lần hôm nay thì sau khi ăn event hai ạc thì Khải dư được ít lệnh bài boss với lại mua anh em trong bang ít nữa anh em ơi. Và khoảng tầm 20 cái và hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục khui và đánh cho anh em xem nha. Và như anh em đã biết thì cái lần trước Khải đánh 140 con thì thực sự là chả có gì nhặt được món nào bán luôn nè. Thực sự là rất đáng tiếc ở cái lần đánh cái bát vừa rồi đó. Và ở lần bát này thì Khải chỉ đánh khoảng tầm 20 con mà thôi. Thì liệu sẽ được ra món gì không nha anh em ơi. Và lần này là bắt 50 rồi. Và Khải nghĩ mong sao bắt 50 này mà nó thành công một cái thì có đồ cũng như là bán được đồ gì đó thì chúng ta sẽ gom tiền đánh tiếp tục bắt tiếp theo anh em ơi. Và anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho video Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi anh em ơi. Và vẫn như anh em cùng xem sơ qua thì Khải vẫn đang có cho mình một set máy bắn là 40 anh em, kèm với cái mặt nạ 5 nữa là 45 anh em. Hiện tại chỗ này nó bị lỗi hiển thị thôi, chứ Khải update lại là nó lên được 45 nữa. Tại vì cái may mắn này là 5% đó, chứ không phải 1 đâu. Rồi cái này 6 là 11, dưới cái này 5 là 16, dưới cái này 4 là 20, cái này 25 là xếp bánh Khả là 45 nha nam. Đó, vẫn xếp bánh 45. Rồi, anh em xem video ở lần bắt 50 này, đừng quên like cho xem mạnh và Khả sẽ tiếp tục mua lên bài bóc như là đầu tư nhiều nhiều một tí đánh cho anh em xem nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha, bây giờ chúng ta cùng thả anh em ơi. Rồi, được rồi, cánh hết vô chưa, bắt đầu là thả này, Khả sẽ thả hai thương một đặc biệt, cứ hai thương một đặc biệt, cứ hai thương một thực biệt đặc biệt quốc. Rồi kém cái máy cái đó, cho năm động vô bùa cái năm động lên là cao tí bùa nào. Rồi ok nghe mời đứng bấm. Rồi kém cái máy thôi, may mắn rồi. Ok, và Khải thì may mắn 45 kèm với full máy trong đầu nè, đó thiên sơn bão lộ nè, quá tử này, rồi hoa mai này, hoa cúc của các kiểu này mà. Đó là bên bên con thiên. Và con ạch này Khải sẽ cánh cái này này. Đó, khi mình bắn cho ạch cá nhân để nhặt đồ. Rồi cánh này vui cho thiệt sự thì đó chỉ là mơ tín thôi nè. Còn hên xui là trên hết. Rồi, quốc ba con ăn nhân bảo bảnh bao, bảo banh vậy đây. Rồi, tí nữa Khải sẽ quốc con này nữa. Không biết nó bị lỗi như lần trước không. Lần trước hai con đánh gần chết nhưng nó mất hình luôn nè. Vãi chướng vậy. Bắt trước này em có xem bắt 49 nữa nè. Đánh hai con một con chết thì như mất ảnh hai con luôn, mất hết hai con luôn, vãi chướng thiệt. Nên là không thể hiểu được cái pha đó. Rồi ok, nhặt những cái con đầu tiên nè. Trước khi nhặt thì thả mấy con nữa. 1 2 3. Rồi vô. Kim. Mộc mộc. Ôi một kim có được một cây vũ khí nữa mà. Mộc một nón rồi xong, một con kim mít rồi. Kim không có gì hết. Rồi, vô boss thì có gì nha. Một hở kim thì ra cây vũ khí, cây chì này mà. Làm cái tóc sát thương các kiểu coi. Ôi trời, sát thương cả số điểm. Áo tung cháo này mà. Rồi sớm mình bánh vải trưởng mà ra dòng đồ đâu không à. Xốp này. Mọc xốp này. Xốp. Rồi thọc rác thôi nè mày. Ba con vừa rồi thì không có món nào cả. Rồi tiếp theo. Hai cái này là gì đây. Ủa ba con mà sao nó mất một con rồi. Ồ cái gì vậy ta? Khải vừa thả ba con thì nó mất một con ta. Thả không đặc biệt rồi. À hình như đặc biệt thả này không được đúng không? Đặc biệt thả này không được, thả ba lanh thôi. Ok chứ thật, Khải đợi về ba lanh thả cho nó chọn cho nó vui nữa mày. Thì gì nấy thả không được. Này lúc này cũng hai con rồi nè. Ok, xong hai con này Khải sẽ dìa ba lanh nha nè. Khải dìa ba lanh, Khải thả hai thường mà một đặc biệt, cứ hai thường này một đặc biệt đỡ có thở. Vừa trang bị đồ cũng như là vừa trang sức cho nó hay nha nè. Cho nhìn cho nó đẹp đồ nha nè. Rồi để cho xem con này đây. Thì gì thả mấy con đặc biệt nó không ra nè. Vì nó bị ở môn phái ở chỗ này thì không thả được đặc biệt. Đặc biệt này thả ở ba lanh nè. Thả ở ba lanh nè. Ờ để gì ba lanh này. Khối hang thủy mộc. Thủy cái vũ khí nè. Vũ khí này. Vũ khí thủy nè. Rồi áo thủy, nón thủy bành rồi. Ok sau này là Khải rút gì ba lanh cái này mày. Trời ơi một mộc được một cái áo. Cái lệnh bài thường này hiện tại bây giờ nó chỉ có giá khoảng 100 xu thôi nè. Khá là rẻ. Tại vì nó rớt 3 cái chân trang bị nè. Áo nè. Ôi xồi cái áo không phục hồi vãi nơi. 25-30 cũng đẹp lắm nè. Rồi. Rồi tổng rác. Ok dì ba lanh nè. Ok anh em, và bây giờ đã dì ba lanh anh em ơi. Khải mang bắn cái đồ may mắn vô ngay. Nãy quân cấp mấy may mắn trên người này. Hiện tại nhạc đồ này thì có 3 này, 4 này, 7 này, kèm với 5-12. Đó 5-12 với lại kèm với cái mặt nạ này 5 nữa là 17 may mắn nha nè. Cái này nó bị lắc thì hiển thị thôi, thực sự là nó may mắn năm nha anh em. Rồi ok, thả nè. Bình. Rồi.
Lần này thả 4 con luôn em à. Quốc gió lẹ em ơi. Khuy hạng. À, chúng ta cùng chờ đợi xem liệu bắt 50 này với 20 con lượng bài boss thôi. Liệu có siêu phẩm không nha anh em ơi. Vẫn mong sẽ có siêu phẩm để bán rồi làm những cái bát tiếp theo cho anh em xem nha anh em ơi. Cố lên. Anh em đang xem đừng ngại cho Khám like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều và xin chúc anh em xem video vui vẻ nha. Lâm Tiên. Nhiều anh em bảo Khải xem lệnh bài boss bảo Khải hay sao, bói chậm quá. Thực sự anh em là lúc mà Khải bói chậm á thì anh em bảo Khải bói từ từ thôi đỡ khán giả xem với. Và lúc Khải bói chậm cho anh em xem từ từ thì nhiều anh em là bảo bói nhanh lên, ok. Và bây giờ Khải sẽ bói kiểu là vừa nhanh vừa chậm nha anh em. Cái nào nhanh là nhanh, cái nào chậm là chậm nha anh em. Chứ thực sự là nhiều ý kiến thì Khải vẫn nghe anh em hết. Nhưng mà thực sự là Khải sẽ cho vừa nhanh vừa chậm cho anh em xem. Rồi, trời ơi, với chất con nào đây? 4 ngọc bội nha mà. Đánh một vừa chất con gì đó có 4 ngọc bội. Là chất con chất đặc biệt. Tiếp tục nè, đồ nè. Một cái đôi giày. Rồi, còn con thổ này ra gì đây? Con thổ này cái gì đây? Và vẫn sẽ bán như Khải có review thì sẽ bán này sẽ bán 45 nha anh em. Đó. 6 5 11 4 15 dưới cái mặt nạ 5 là 20. Kèm với nhẫn này 25 là mình bán 45. Set này có thể nói là set No 1 server nè. Hiện tại đang No 1 server với hiệu ứng lên đến 45% may mắn. Đồ thả 4 con mà có vẻ là chết hết mấy con. Mấy con nó mịn mít đồ em ơi. Không có đồ gì luôn á. Rồi. Một con thổ nè. Thủy. Rồi ok. Bùi tiếp tục. Lần bùi đánh nhanh lẹ. Tầm này thì chỉ đánh những con đặc biệt thì nó ra trang sức, nhẫn, dây chuyền các kiểu nè. Thì mới ra nó mới có giá trị thực sự mà. Những bất thường này nè. Những lệnh bài bất thường này nó ra nón áo với nón áo đai lưng này nọ các kiểu. Thì bao tay thì thực sự nó không có giá lắm nè em ơi. Tầm này đồ những cái con boss xanh này không thua à. Giờ nếu mà đánh những con đặc biệt này tìm trang sức thì nó mới có giá nè. Như nhẫn làm chậm, nhẫn chón nè. Rồi dây chuyền khác cả này nọ thì nó mới thực sự là. Mấy cái món đó nó mới thực sự là giá trị ở thời điểm hiện tại nha nè. Đây. Khui hang. Tại thì con thí viên Khải kết thúc thôi nè. Nhiều anh em bảo Khải thì sao không đợi thí viên kết thúc. Thực sự là trong cái tem Khải đang đánh thì chỉ mỗi thí viên đam thôi. Thì thí viên kết thúc với ai kết thúc bây giờ nè. Anh em mới nhìn thử các con nào đam đâu nè. Con Nghe Mì đâu đánh được đâu. Thì chỉ có Nghe Mì thí viên kết thúc thôi. Đâu ai kết thúc được đâu nè. Đâu ai kết thúc được đâu nè. Không biết là anh em có xem nhầm video hay không mà anh em bảo sao không đợi thí viên kết thúc luôn. Thực sự là thí viên kết thúc mà. Hiện tại Khải đâu có đánh đâu nè. Mà có đánh đâu đánh được nè. Đánh lên trên đài thì nghe con thấy Nghe Mi này đâu đánh được đâu mọi người. Nghe Mi này chỉ đứng đánh thôi. Đứng chơi chơi đâu đánh được ở đâu nè. Cái chém lên đâu lên đam nè anh nè. Có lên chém nè. Đó nhiều anh em thấy Khải chém chém nha. Thực sự là đâu có đam đâu mọi người. Không có chém được nha. Tại vì nó dính trên đài nó không có đánh được. Trên cái bờ tường này chỉ con thấy mới đánh được thôi nè. Thiên đường môn này nó đánh được thôi. Còn Khải không đánh được đâu. Chắc là anh em nhìn nhầm ấy. Ai còn con thổ này. Kiếm cộng dây chuyền kháng cả 19-20 bù lỗ này, vừa đánh quá trời mà thực sự là cái bát vừa rồi bát 49 vừa rồi là không có món gì luôn nè, 140 con quá nhỏ. Con thổ này hơi lâu, anh em xem ủng hộ anh em ơi, cố gắng nào, giải chuyện kháng cả nào. Con này là boss siêu việt đúng rồi, con này là boss đặc biệt anh em ơi, chỉ cần mong ra kháng tất cả. Nói chung cái tool này mà nó ra khoảng tầm 4-5 gia chiên là có hy vọng nè, 4-5 cộng gia chiên là có hy vọng nha nè. Bốn đến đêm cộng như chuyện có hy vọng nha. Này hổ. Ôi hổ. Này hổ. Hổ. Đây là như đây. Cứ thả cái hoàng boss này là như đây. Tôn. Này tôn này. Là phá là, nếu mà ra phá là tôn lại có vài con ra phá nữa tôn lại là không biết phá hay không nha, phá là tôn. Bây giờ có vài con mà có vài con để đánh đi chúc cho xin đồ tổng kim 79 áo đánh chiếc áo tây đánh. À, nhẫn này ngon ấy, nhẫn này 30 ngon ấy. Ôi. Rồi, khui hang, hồi thổ nào. Kháng cả này. Dây chuyền, chỉ mong con này rất dây chuyền anh em ơi. Dây chuyền rất 3-4 cộng dây chuyền là ok anh em ơi. Khui hang.
Ui đủ xanh quá, con này cây vũ ra vãi nó ra cây vũ khí thổ rồi chứ. Vãi chưa? Ra cây vũ khí thổ này mà. À, không phải. À ra hai cây vũ khí thổ luôn à. Có gì làm tiền này mày. Rồi, gì làm tiền đó. À, rồi hết tiền rồi, ra được gì đây? Có rất đồ rất gì đây. Một đai lưng, một giày à. Một lưng một giày à. Ok. Thả này. Thả này. Rồi. Rồi, để gì bói thì có gì vậy anh em ơi? Bói. Bói hàng. Số. Đai 520. Trời, không bình, không gì hết. Quá nhỏ. Quay vô đôi giày vãi nó, không tốc độ đánh, không có tốc độ di chuyển nữa. Trời ơi, thêm tốc độ chuyển 40 là có tiền rồi. Vãi thiệt. Bây giờ nhìn tiết gương nè. 24-30 sinh lực lực các kiểu, không có tốc. Đồ, nhỏ. Rồi xong đôi giày này. 500. Rồi xong, quay lôi sát ngồi công mới đâu chứ. Số 520, trời ơi. 520. Ôi, sao toàn 520. What the hell, 4 cái 520 hết. Vãi nồi. Một giây chuyền nè. Vãi chưởng. Mắt nhỏ. 4 cái ngập bội đều 520. Vãi chưởng em xem này. Một cái 20. Một cái 20. Một cái 20, what the hell. Trời ơi. Sao mà chết treo thế. Nó chiều vãi lên. Xì chung ra đây. Nhỏ vãi. Rồi tiếp theo. Rồi gia truyền này được một gia truyền em ơi. Một con gì đây được gia truyền này. Trời ơi, chuyện họ thật lực 17. Rồi, tiếp tục. Còn hiện tại đang trong cái đám này là 4 con. Khai thả xong đám này, thả tiếp con cuối nữa nè mày. Đai lưng. Đai lưng nón. Rồi, thả con cuối chỗ này đi. Rồi, họ luôn. Họ luôn. Đâu, 4 ngọc bội. Trời ơi, 520-20. Má, thực sự luôn. Ra 40-40 là thu được ít tiền rồi. Đâu, 2 cộng 20 không? Vãi chứ. Nè, ngọc bội đây lưng nè. Lâm nè. Ngọc bội nè. Rồi. Còn con họ cuối cùng. Tổng ra. Nhỏ quá. Rồi. Hết 16 con rồi, hết 17 con rồi. Giờ đi thả con đặc biệt nè mày. Ở bán 50 này thì Khải đánh cũng tầm 20 con thôi nè. Tại vì có một số con nó gần hết hạn nên Khải tranh thủ Khải đánh luôn. Ôi dây chuyền ngọc bội. Rồi ok. Hết rồi. Rồi, khui. Đồ, 4 ngọc bội tiết gom 20 triệu rồi. Cái này sốt nè. Sốt nè. 520 nữa. Kháng độc 15 sinh lực. Ôi, đừng cá 540 dòng 2. Trời ơi. Ngon ngon nha. Đó, có tiền. Kim. Ôi, được đai lưng kháng lôi 30 ngon. Sinh lực lực đẹp luôn, đẹp 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 đẹp. Đai lưng này cũng được vài 2 3 kim rồi nè. Dây chuyền. Rồi ok. Hai món đẹp anh em ơi. Hai món đẹp đồ hình. Hàng về 10 chậm anh em ơi. Với 20 con thì chi phí chắc cũng hơn 5 kim. Rồi bán lại ngọc bội này vậy nè. Ngọc bội dưới đây lưng chắc cũng hơn anh em ơi. Cũng tu này chắc cũng khá ok ấy. Mấy món này coi như cho xe mang rác anh em ban cái này. Món này là lưng này là ok này.
sinh lực lực đại lưng này mà võ đang phá hành mang đại lưng này quá pin rồi em ơi. Sinh lực 9 lít và nội lực 120 kg 30 quá đẹp. Hoặc là có thể nghe mi này khải sau này khải sẽ sai, hoặc là lúc đó tính sau. Ngọc bội này cũng vậy nè, ngọc bội đẹp nè, 140 quá pin. Mà sinh lực được 84 mà nội lực cũng 16, lực ít quá. Chung là cũng ok. Trời ơi, cái này 4 cái luôn. 4 cái luôn được 120 không. Đó ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi thả con boss cuối cùng. Đó là con boss tốt biến mạo nè. Rồi, anh em cùng khởi gì môn phái. Let's go. Rồi ok. Sau khi làm được vị trí cho con boss thì bây giờ chúng ta chờ đợi boss chết rồi nhặt đồ nha anh em ơi. Đã liệu thì con này có được vào lâm một tật tại kênh không nha anh em. Chỉ không con này làm vào lâm một tật tại kênh thì mới thu lại vốn được ok luôn anh em ơi. Rồi gần chất khải sẽ cho anh em xem thử kết cục của boss này ra sao nhé. Anh em đừng quên xem video bắt 50 này thì với 20 con lên bài boss này thôi thì khải cũng đã thu được một ít đồ rồi anh em à. Tí nữa kết video khải sẽ cho anh em xem thử thu được món gì cho anh em xem lại một lần nữa nha. Ok bây giờ chúng ta cùng chờ đợi con boss này chết và cùng xem thử nó nhận được đồ gì nha anh em. À chịu khó quay cái bùa nữa. Con này mình mới kéo nó ra gấp rồi quay bùa ok nè. Ây da nó là bị lắc bùa nữa rồi. Khải kéo lên vị trí khác. Rồi bùa lên. Đó, bùa lên thì máu chạy rực rẹt nữa nè. Tại cái một thiên này đánh chỉ có 17-30k thôi nè, 34k nè. Nếu có hai con thiên thì có thể lên được 72k thì boss nó sẽ chết nhanh hơn nha anh em. Tại vì Khải có hai mấy nên là chỉ một con chỉ có hai mấy thì hai PC lên được 5 độc lên được môn phá thôi. Hiện tại Khải đang đánh ở đường môn nè. Một con năm độc và một con thiên. Đó, chỉ hai con lên được thôi. Muốn lên thêm vài con nữa phụ đam mà đâu lên được nè. Thôi cỡ, có nhiều đánh nhiều vậy. Tầm này đánh tới nồng chết vậy. Ai chuẩn bị chờ đợi boss chết em ơi. Sau một hồi nãy giờ cố gắng mua cho mấy rương mana thì bây giờ boss sắp chết em ơi. Được khả bật tơ ngay nhiệt độ nè. Rồi. Ai chuẩn bị nhiệt độ nào, chuẩn bị nhiệt độ nào. Kiếm cũng là một tịch thu vốn này. Lâu lắm rồi đánh boss này mà cảm giác chưa có cái gì gọi là luôn nè. Một con này cũng tầm gần 2,5 kim đến gần 2 kim đấy đâu nè. Gấp mấy lần boss kia nè. Rồi, cuối hàng. Lẫm tiên. Rồi, tắt sâu hình hả? Rồi, thằng tiên kết thúc đi. Đứng đúc góc này mà, đúng không? Lẫm tiên. Vỡ lâm một tịch, vỡ lâm một tịch tại kinh. Boss này nó hơi lâu nè mày. Đánh mấy boss này khá là lâu. Chứ không phải như boss lên bài boss xanh nữa, lên bài đặc biệt. Bài xanh lên bài đặc biệt thì đánh tầm 30 giây cho đến 1 phút mà chết rồi. Đó, cái gì vậy? Ui trời ơi, rất đồ quá trời gì đây. Bây giờ kiếm đồ lâm từ lưa vậy. Trời ơi, một cái vũ khí. Không có bao lâm từ tới kinh luôn em ơi. Thiết là hắn không. What the hell. Rồi, được 200 cái băng hội cũng được em ạ. Rồi, được rồi, khui hàng. Khui thật được gì này. Lôi Sốp, kháng lôi 20. Sốp. Ôi, được cái này kháng lôi 20 dùng 2 à. Đập nhỏ dữ người ta. Dùng 1 cho em mi mang 77 cũng được nè. Dùng 2, phí đồ quá. Đó, ok. Nói chung thì không có đồ gì cả nè mày. Nói chung là ton. Và bây giờ thì bên cái con boss rồi không có gì hết. Này, sốp mấy cái này luôn. Sốp nè. Nó 20 sinh lực, 57 sốp luôn. Được cái vũ khí mà dùng 2 nè, quá nhỏ. Rồi. Nói chung thì tổng sơ qua đồ thì cũng không có đồ gì nhiều nè mày. Để cho anh em xem. Nói chung thì đánh gần 20 con boss thì thu được hai cái giá trị nhất. Đó là một cái đai lưng làm khăn lôi 30 sinh lực cũng lực. Đó, đai lưng này chúng bán cũng bèo lắm. Cũng được 2 kim cho đến 2 kim rưỡi. Đó, cũng được 3 kim. Thì khoảng tầm 200.000 Việt Nam đồng. Ngọc bội này thì làm 140 thì nó cũng dạng hàng hot server nè. Nhưng mà thực sự là cái dòng nội lực nó hơi cùi quá. Mà với lại dòng 2 nữa thì đó bán ngọc bò này chắc bèo lắm chứ cũng được hơn 2 triệu nè. Thằng người chắc hơn 2 triệu á. Tầm này thì những ngọc bò này nó hàng hiếm nè. Tìm nó cũng khó. Rồi. Đó đơn giản thôi nè. Hai món thôi. Còn lại mấy món này thì thực sự là chỉ để cho nè. Cho nên trong bang mang nữa kích đủ hiệu ứng thì thực sự là hai món 20-30 này không có giá lắm. 20-30 sinh lực này nọ không có giá lắm. Chỉ cho thôi. Đó. Này cũng vậy. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi bắt 50 này và đừng quên hãy cho Khải hơn 200 like video này. Khải sẽ tiếp tục mua những lệnh bài boss và
lần sau Khả sẽ làm nhiều lần bài bóc thân cho anh em xem nha. Cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều. Bye bye. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người.